Đỗ Thị Hà trượt sạch vé vào thẳng top 30 Miss World 2021. Rạng sáng ngày 14 tháng 12 theo giờ Việt Nam, ban tổ chức Miss World Hoa hậu Thế giới đã công bố kết quả chính thức của vòng thi phụ Hoa hậu Tài năng. Top 5 thí sinh xuất sắc nhất bao gồm Chile, Na Uy, Nhật Bản, Mông Cổ và Bắc Ireland. Và người đẹp giành chiến thắng giải phụ Hoa hậu Tài năng là Mông Cổ. Với thành tích này, các cô gái sẽ được đặt cách vào thẳng top 30 trong đêm chung kết Miss World 2021. Trước đó, Đỗ Thị Hà đã lọt vào top 27 Hoa hậu Tài năng sau vòng đấu sơ loại. Đáng tiếc khi cô không thể lập thành tích ở vòng 2, cũng là vòng cuối cùng. Được biết, ở vòng 2, Đỗ Thị Hà chơi đàn tơ rưng trên nền nhạc Despacito, bản hit 7,6 tỷ view của Puerto Rico, cũng là đất nước đăng cai Miss World 2021. Mặt khác, ban tổ chức cũng vừa công bố top 10 của giải phụ quan trọng nhất, Hoa hậu Nhân Ái. Đỗ Thị Hà trượt khỏi danh sách này. Việc Đỗ Thị Hà không có cơ hội tranh giải phụ Hoa hậu Nhân Ái đang khiến dân mạng Việt lo lắng. Được biết, ở một số mùa giải trước, đây là phần thi nhân đôi số điểm, song chưa rõ năm nay ra sao. Hoa hậu Thế giới là cuộc thi tính điểm dựa trên các phần thi phụ. Người chiến thắng các giải phụ được đặt cách vào thẳng top 30 chung cuộc. Mặc dù chưa thắng giải phụ nào, song Đỗ Thị Hà cũng tích lũy được lượng điểm nhất định qua một số thành tích. Top 16 thử thách đối đầu, top 27 Hoa hậu Tài năng, top 13 top model. Cô không đạt được thứ hạng nào ở giải phụ Hoa hậu Thể thao, Hoa hậu Nhân Ái. Giải Hoa hậu Truyền thông chưa rõ năm nay có hay không và vòng phỏng vấn kín đã diễn ra sẽ là cơ hội tích điểm cuối cùng của Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021. Chung kết Hoa hậu Thế giới 2021 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 theo giờ địa phương. Hãy cùng với CNews theo dõi và ủng hộ đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế.